lấy mẫu là cách ven bờ, trong ven bờ này là 1 km và độ sâu là 0,5 đến 0,7 m. Lấy mẫu xong đựng vào chai, lấy thể tích hai chai 1,5 lít này này, phân tích các chi tiêu còn lại trong quy chuẩn 10 MT2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Để phân tích tài khoa sinh nghiệp và để cho cái kết quả xấu hơn. Việc lấy mẫu trong cái thời gian từ tháng 5 cho đến tháng 7 ấy, 26 thì một tuần lại một lần. Bên cái lo là theo đánh giá chung về mặt cảm quan cũng như về kết quả phân tích thì đều đạt trong cái ngưỡng cho phép của quy chuẩn 10.